bây giờ mình đã đến trước cửa của Animal Kingdom. Rio chơi đi, con có muốn chụp tấm hình không? Vô nha. Mình đã vào phía trong rồi, mình sẽ đi qua khu đầu tiên là khu khủng long nha. Khủng long. Dinosaur là khủng long. Ok. Và mình đã có đăng ký Fast Pass rồi. Sau khi Fast Pass là mình không phải xếp hàng nha. Sau mấy ngày đi thì đã hiểu được cái chuyện Fast Pass của Disneyland ở Orlando rồi. Tức là ở đây thì ta không có cho mình mua cái thẻ Fast Pass mà mình phải download cái app My Disney Experience á. Sau đó mình sẽ tạo tài khoản ở trên đó, mình ép cái vé của mình vào và sau đó mình sẽ đăng ký. Cái Fast Pass là cái mà mình đăng ký rồi mình không cần phải xếp hàng. Tại vì các line xếp hàng đây rất là dài, thì mỗi một người một ngày á. Hello. Oh really? Thank you very much. I'll give you a book and you can start anywhere. Okay, thank you. Do you want one? It's free. Yeah. One more for her, yeah. Thank you very much. You can start anywhere. Look for someone with an orange socks, okay? Okay, thank you. Thank you. Rồi nói tiếp cái vụ là Fast Pass thì mình có thể vào bất cứ một cái mình có 3 lần vào Fast Pass, trời ơi bị quên là đang nói đến đâu. Mình được 3 lần vào Fast Pass và sau khi xài xong 3 lần đó thì mình sẽ được đăng ký tiếp một lần và hết một lần đăng ký tiếp một lần. Đó, thì mình sẽ thường mình sẽ phải coi cái bản đồ và cái điểm nào mà mình muốn đi đầu tiên. Và những cái điểm gần nhau mình sẽ đăng ký theo giờ. Ví dụ như là cái này 1 giờ và coi trong vòng 20 phút. Thì cái điểm sau mình phải cộng thêm cái thời gian mình đi bộ cho nó hợp lý. Để mình đăng ký cái điểm thứ 2 của mình được Fast Pass là ví dụ như là 2 giờ mấy hoặc 3 giờ gì đó. Và điểm thứ 3 là ví dụ 5 giờ chiều chẳng hạn. Và 7 giờ tối đó, mình xài xong 3 lần mình sẽ đăng ký thêm được 1 lần tiếp. Và hết 1 lần mình sẽ đăng ký 1 lần tiếp nữa. Cứ như thế là những lần sau 3 lần đầu tiên thì những lần sau là xài hết 1 lần thì được đăng ký tiếp 1 lần. Ok mà quá. Đang rất vui vẻ. What?